Rồi, Việt Vĩnh Long chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay về được mấy đôi lo quý vị và các bạn, thì Việt cũng làm video để chia sẻ đến quý vị và các bạn một đôi lo bot và hai cặp lo bass cũng như mấy cặp lo chép. Thì bot này là dùng để karaoke quý vị và các bạn. Thì Việt cũng đã tháo củ lo ra, thì kiểm tra xong rồi mới dám giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây, thì đây là dòng bot Music Monitor. Đấy, chút xíu nữa thì Việt sẽ bắt củ lo vào và quay là thùng phía sau cho quý vị và các bạn xem. Thì đây là cái củ lo nè quý vị và các bạn, củ lo boss nguyên bản nha. Thì cái dòng lo boss này được lúc nào cũng vậy, cái dây rất là ngắn quý vị, mình muốn kéo ra dài nữa nó cũng khó nữa. Đấy, đây là cái củ lo, cái nhện lo, ở bên trong con lo zin hết ha quý vị và các bạn. Đấy, con lo zin hết, gân zin luôn. Gân này là gân zin, còn xài rất là tốt. Đấy, đây là dòng Music Monitor Series 2 nha quý vị và các bạn. Đó, tất cả nguyên bản hết cho quý vị và các bạn luôn. Thì đây là dòng lo bãi, là dòng lo cũ, thì đương nhiên thì nó cũng phải có chày, có này có nọ. Đó, dòng dòng lo là xịn. Đó, chứ không phải hàng giả hàng nhái. Việc là nó không với hàng giả hàng nhái nha. Quý vị và các bạn nhìn con lo, màn giấy lo vân vân, mã số đầy đủ hết ha. Thì ở bên trong này người ta thiết kế một cái miếng gì đó mà không không hiểu quý vị, người ta để đặng để cái củ lo bát vào nè, nó như cái hộp vậy đó. Đó, cái này là người ta làm gì thì mình không hiểu lắm nha. Đó, nói chung là mấy kỹ sư họ thiết kế thôi. Còn trong đây có bông tiêu âm nè và những con tụ thôi. Đó, dòng lo bát thì đặc biệt là nó thiết kế rất là đơn giản và tuy nhiên thì chất âm của nó khá là hay. Đặc biệt là con robot lúc nào cũng vậy, 4 lớp hết. Con robot 4 lớp cho nên thấy nhỏ nhưng mà cái sức chịu đựng của nó rất là lớn quý vị và các bạn. Lúc nào cũng vậy, và cả lo chép cũng vậy, đều là con 4 lớp. Rồi, thì bây giờ Việt sẽ bắt cái lo bát vào, rồi sau đó sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn thành vách của thùng lo cũng như là mấy đôi lo bên trong. Rồi quý vị và các bạn đợi Việt chút xíu nha. Rồi, Việt chào quý vị và các bạn nha. Thì mình vừa bắt củ lo vào xong thì mình sẽ quay thành vách cũng như là lưới dây căng này nọ vân vân cho quý vị và các bạn xem tham khảo và báo giá luôn. Đấy, thì quý vị và các bạn cứ yên tâm, hàng bên Việt là nó không với hàng giả hàng nhái, không có chơi mấy cái vụ đó nha. Thì khỏi hỏi hàng hàng nước nào, công lắm, mình là chỉ chơi hàng xịn. Đó, đây thì theo năm tháng quý vị, thì cái màn lo thì nó cũng dính bụi rồi này nọ ha. Đó, gân zin, quý vị và các bạn nhìn đường keo là biết zin rồi. Đó, anh nào mà chơi bot nhiều á, mà am hiểu về dòng bot á, chỉ cần nhìn cái đường keo thôi là đã biết bot xịn hay là bot giả rồi. Đó, rồi đây là lo chép, hai cái lo chép. Đó, bụi không, chưa vệ sinh. Lo chép thì nó có bọc từ nha quý vị và các bạn, tất cả là được bọc từ, bọc chống nhiễu hết. Đấy, rồi bên đây cũng vậy. Cái này là toàn bụi không à, cái này anh em về anh em lấy cọ quét nha. Mình thì công việc nó khá là lu bu cho nên mình cũng không có thời gian để quét bụi mấy cái đó nữa. Rồi, thì về thành quách ở phía sau nè quý vị và các bạn, ngon lành, không có là bể nở hay gì cả. Đây, Boss 301 monitor, Music Monitor ha. Thì đây là số series 110853. Đấy, rồi để mình ấy bên đây cho quý vị và các bạn xem luôn. Thì series coi như là gần kề nhau ha. 110851, 851 với 853 là cách nhau chỉ có số 2 thôi. Thì coi như là cũng ngon lành ha quý vị và các bạn. Thì hàng bãi mà quý vị và bạn muốn tìm mà trùng đôi trùng cặp thì nó cũng rất là khó. Thì tất cả các tiếng lo là nguyên zin. Thì cái này về anh em vệ sinh nhẹ một cái, lau bụi một cái là sạch bon thôi. Đó, lo đẹp, các tiếng lo đẹp hết, từ lo bát cho đến lo chép. Đó, thì quý vị và các bạn cũng biết, hàng cũ mà nó cũng phải chạy chóc vân vân chục đỉnh thì mình cũng không thể nào mà tránh khỏi. Rồi, Việt sẽ quay phần e căng cho quý vị và các bạn xem ha. Đây là tấm e căng. Đó, anh em nào chơi boss á thì chúng ta hiểu ha, nhìn cái này là biết boss xịn ha.
Còn những cái dòng bot bot giả, bot điểu á, là trên cái tấm e căng của nó, nó không có cái vụ nhám nhám này. Ây da, rồi gớt rồi. Gớt rồi quý vị. Ấy. Ấy. Rồi. Mấy cái nhám nhám ở trên cái tấm e căng này nè. Đó. Rồi. Cái đó là hãng bot người ta làm vậy chứ không phải tha keo tha gì lên đây cho quý vị và các bạn đâu nha. Đó. Nhiều bạn không biết thì nói tha keo tha này tha nọ, không phải đâu. Cái hãng bot của người ta làm như thế. Đó. Đó, e căng là còn nguyên hết, không có lủng nha. Có cái tem bot bự chà bá nè, đó. Bên đây cũng vậy. Tem này bằng nhôm nha chứ không phải bằng mũ nha. Đó. Rồi. Thì một đôi lo đẹp theo dạng hàng bãi nguyên zin. Thì việc chia sẻ để cho anh em sưu tầm về anh em hát hò trong mấy ngày Tết này. Giá cực kỳ ưu đãi. Giá 6.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Và quý vị và các bạn thông cảm không trả giá đô lo này nha. Tại vì 6.500.000 thì công gối này nọ rồi thì mình lời cũng khoảng 200.000 thôi. Đó. Chứ sự thật là những cái đô này trên thị trường nó trên 7 triệu quý vị và các bạn. Không phải mình không biết giá anh em bán, và tuy nhiên thì mình sưu tầm về, mình chia sẻ đó anh em, kiếm một vài trăm uống cà phê là vui rồi. Đấy. Thì cái phương châm của mình là như thế. Rồi. Một đôi Bot 301 Music Monitor, nghe nhạc hát hò karaoke thoải mái, giá 6.500.000 đồng. Rồi bên trong này thì mới về thêm, đợt trước cũng hết rồi, đợt này là chắc đợt cuối cùng đó quý vị. Thì mấy anh em bên kia cũng báo là không còn nữa nha, việc cũng quần hết trơn mấy cái gian hàng ở bên kia rồi, thì chỉ có mấy cặp này thôi. Và những cái thùng lớn á, hiện bây giờ là rất là khó về. Thì anh em nào mà mua bán hàng thì anh em biết, thì gần đây thì do dịch bệnh này nọ vân vân đó, rồi không có vận chuyển hàng được, vận chuyển hàng cũng khó khăn này nọ vân vân, tất cả các thứ, mình nói vậy thôi, không nói sâu nhiều ha. Thì cho nên hàng về cũng khá là khó khăn. Đây là những cái còi, siêu chép của hãng Săn Xui. Dòng này là xuất đi Mỹ hết nha quý vị và các bạn. Săn Xui nè, có mã là T104, chở kháng là 14 ohm, công suất là 20W, in da băng. Và tuy nhiên mấy dòng này thì họ sản xuất để xuất đi thị trường châu Âu. Còi gang và cái chiều sâu của còi này từ họng còi cho đến sau này là 10cm ha. Ha, là được một 10cm là được một tấc, thường anh em có kêu một tấc thì họng còi đây rất là sâu. Và cái chiều để bắt ốc này là 8cm nha. Nha quý vị và các bạn. Mấy cái còi này thì kêu rất là hay. Đó, mà đôi khi anh em có tiền cũng không có mua được, lý do là nó không có hàng giả như thế này để mua. Cái đó là việc chia sẻ thật cho quý vị và các bạn luôn. Nhiều bạn nói là đồ ve chai bán, có bạn là bình luận là còi này chỉ có 10k thôi. 10k là 10.000 đồng á. Quý vị và các bạn cứ đi mua đi. Rồi quý vị và các bạn biết. Đó. Chứ quý vị và các bạn ở nhà mà quý vị và các bạn cứ bình luận là thấy người ta bán báo giá rồi quý vị nói mắc nói rẻ. Thì nói chung hàng thì mình thích thì mình mua, không thích thì thôi. Không ai ép mình cả. Và đặc biệt là những cái đồ cổ, đồ audio này, đồ cổ này là đồ sưu tầm. Quý vị nào thích thì nó có giá trị, còn không thích thì nó không có giá trị gì cả. Đó. Thì việc báo giá luôn là chép cầu này có một đôi, hai đôi, ba đôi, có bốn đôi thôi nha quý vị và các bạn. Hàng tiễn chọn đẹp long lanh. Đó. Mình mua hàng tiễn thì giá nó cũng mắc hơn một vài trăm, nhưng mà nó được zin và được đẹp. Thì về giá là 2.600.000 một đôi. 2.600.000 đồng một đôi chép này. Đó, quý vị và các bạn mua về để sưu tầm và để xài. Anh em nào nhà còn thiếu tiếng, còn thiếu nghe nhạc, mà còn thiếu lo chép, mà cái thiếu tiếng chép, cái tiếng cao đó, thì mua về nha. Gắn một con tụ 1.5 vô thôi là nghe len keng rồi. Rồi, ở đây mình có hai cặp bass, hai cặp bass 30 của hãng Săn Xui. Đấy, lò bass 30, cụ từ rất là to. Ây da. Cụ từ rất là to. Vàng long lanh 7 màu. Thì đợt trước về thì mình cũng đã bán hết, đợt này chỉ có hai đôi. Đấy. Thì bass này anh em về độ chế vô thùng nghe nhạc karaoke thoải mái. Thì lò bass này cũng dễ đánh với vị vợ bạn. Công suất thấp nhất của nó là 25W và cao nhất là 113W. Tại sao là gọi là thấp nhất? Tức là anh em dùng chiếc âm ly 25W. Thấp nhất là 25W. Là đánh ga đô lo này ha. Đó, nó cho cái ngưỡng là thấp nhất là 25W. Đó, còn dưới 25W thì đánh hỏng ga nha. Đó, thì nó đơn giản vậy thôi.
quý vị và các bạn chỉ hiểu đơn giản thế thôi đó. Củ lo thì mình sưu tầm cho anh em 7 màu vậy được rồi đó. Tất cả giấy lo, màng lo, con lo zin hết, có hai đôi, mỗi đôi là 3 triệu một đôi nha. Đó rồi, thì anh em nào mua thì liên hệ với Việt, Việt xin cảm ơn. Rồi, xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau nha. Rồi, xin chào.